To thế. Đây chắc là trụ sở của tập đoàn Anh Dương rồi. Hoành tráng thật đấy. Thế nhưng mà mình phải liên hệ với anh Dương bằng cách nào đây? Không lẽ đứng đây chờ cho đến khi nào gặp được anh ấy? Này cô kia, cô nhòm ngó cái gì đấy? À, em định vào trong hỏi tìm người quen chị ạ. À, mà chị là nhân viên ở trong tập đoàn này ạ? À? Nhân viên á? Này, cô nghe cho rõ đây. Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn này. Thế thì may mắn cho em quá. Chị có thể gọi anh Dương xuống đây giúp em được không ạ? Cái gì? Cô là cái thá gì mà tôi phải giúp cô hả? Cái loại con gái quê mùa như cô thì có tư cách gì để gặp mặt chủ tịch Dương? Cô đang nằm mơ đấy à? À, em quên không giới thiệu cho chị. Em là Nhiên ạ. Em là hàng xóm của anh Dương ở dưới quê. Em lên đây là có chút chuyện muốn nhờ anh Dương. À, chị làm ơn làm phước, chị giúp đỡ em với ạ. Cô là hàng xóm của anh Dương, thế sao cô không gọi điện cho anh ấy mà cô phải nhờ tôi làm gì? Em không có số điện thoại của anh Dương ạ. À, tôi hiểu rồi. Hóa ra là cái loại thấy sao bắt quàng làm họ. Thế mà tôi còn cứ tưởng cô là hàng xóm của anh Dương thật chứ. Ô, không chị ơi, em nói thật đấy ạ. Anh Dương là hàng xóm của em mà. À, nếu chị không tin em thì chị cứ chụp mặt của em rồi gửi cho anh Dương. Kiểu gì anh ấy cũng ra gặp em thôi ạ. Tôi không có rảnh. Cô là mẹ của tôi à? Mà cô bảo gì tôi phải làm cái đấy? Em... Thôi thôi, ở đây không có chỗ cho đứa quê mùa như cô đâu. Đi đi. Chị ơi, em xin chị đấy ạ. Chị giúp em với. Hôm nay nhất định em phải gặp anh Dương. Nếu như mà không được gặp anh ấy thì anh trai của em sẽ chết mất chị ạ. Anh trai của cô hay là bố mẹ của cô thì cũng không liên quan gì đến tôi cả. Đừng có nhiều lời nữa, biến đi. Mới sáng ra đã gặp phải cái thứ này rồi. Bực cái mình. Em nghe đây ạ. Thế nào rồi? Mày đã vay được tiền cho anh chưa? Em chưa, em còn chưa gặp được anh Dương anh ạ. Ôi thôi chết, sao giờ này mày vẫn chưa gặp nó? Mày phải tìm nó, vay tiền cho anh đi. Chứ không, bọn xã hội đen nó đến nó giết anh mất. Em biết rồi, nhưng mà em biết làm sao. Em còn không có cơ hội gặp anh ấy. Thôi được rồi, nhưng mà trong ngày hôm nay, bằng cách nào thì mày cũng phải mang tiền về cho anh nhá. Nếu không anh chết chắc luôn đấy. Anh tắt máy đây. Ôi, sao cái số tôi lại khổ thế này? Làm nào bây giờ? Chủ tịch, anh có muốn đi ăn luôn không ạ? Có chứ. Bụng tôi đang biểu tình rồi đây này. Vậy hay là chủ tịch cho em mời bữa trưa nay nhá. Em mới tìm được một quán cơm quê ngon lắm. Đảm bảo ăn xong sẽ nhớ mãi luôn ạ. Anh Dương, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Ờ, Nhiên, sao em lại ở đấy? Em lên đây tìm anh là vì có chuyện muốn nhờ anh giúp ạ. Vậy à, đợi anh một lát. Cô đi ăn một mình đi nhá, tôi có việc bận mất rồi. Dạ vâng ạ, vậy hẹn chủ tịch hôm khác, em xin phép ạ. Giờ chỉ có mỗi anh và em thôi. Có chuyện gì em nói đi. Anh Dương ơi, em xin anh, anh giúp anh trai của em với ạ. Sao thế em? Quang gặp chuyện gì à? Anh Quang nhà em lỡ dại, nghe theo người ta đi vay tiền để làm ăn. Xong thì người ta lừa sạch hết tiền. Bây giờ anh ấy ôm một đống nợ vào người. Bọn xã hội đen nói là nếu như trong ngày hôm nay anh Quang mà không trả hết số nợ đó thì sẽ chặt tay, chặt chân anh Quang đấy anh ạ. Em xin anh, bây giờ chỉ có mỗi anh là cứu được anh trai em thôi. Anh làm ơn làm phước giúp em với ạ. Thế bây giờ Quang nợ bọn họ bao nhiêu? Dạ, tận 100 triệu cơ anh ạ. Thế nó có kể cho em nghe là nó đầu tư làm ăn về cái gì không? À, anh ấy có nói với em, nhưng mà nó cứ nhì nhằng sao ấy, em không hiểu anh ạ. Thôi được rồi, để anh cho em vay. Tốt quá, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. À, Du. Tao phải bái phục cái kế hoạch của mày đấy Quang ạ. Quá là hoàn hảo. Mày đúng phải gọi là chúa tể lừa bịp, ông hoàng lươn lẹo. À, cái thằng kia, mày đang khen hay là đang chửi tao đấy? Đương nhiên là khen rồi. Người bình thường làm gì có ai làm được khế đâu.
Thôi được rồi, anh em mình uống thêm cốc nữa để ăn mừng 100 triệu của thằng Dương đã rơi vào tay tao. Đây đây. À, vô. Ê nhưng mà này, tao thấy cái thằng Dương nó cũng giỏi nhỉ. Trông cứ ngu nga ngu ngơ như cái thằng kiểu năng ấy, mà lại làm được chủ tịch tập đoàn ABA lớn như thế. Đúng là đời không biết được ngạo một lần. Cái đấy thì quan trọng cho gì. Nó có làm đến tổng thống ấy, tao cũng chẳng quan tâm. Tao chỉ cần ấy, lấy được tiền trong túi của nó, thế là tao sướng rồi. Thế mày có định trả lại cho nó? Này, mày ngu thật hay mày giả vờ ngu ấy? Hay tao không biết thì tao hỏi ấy, sợ bảo tao ngu. Thì tất nhiên là không rồi. Tao có bị ngu đâu mà trả lại. Thế nhưng nó đòi lại thì nào? Cái này thì mày yên tâm, tao đã tính toán cả rồi. Thằng này không bao giờ dám đòi tao đâu. Bởi vì dù sao, người vay tiền nó cũng là kinh nhiên mà. Tự nhiên này, tao lại thấy thương em gái mày quá. Có thằng anh trai khốn nạn như mày, đúng là quá đen. Đen cái con khỉ ấy. Tao không phải là cái loại người như mày nghĩ đâu. Bởi vì tao biết thằng Dương không bao giờ đòi tiền kinh nhiên. Thế nên tao mới làm thế đấy. Sao mày lại chắc chắn thế? Thì tại vì ngày xưa Kính Nhiên với thằng Dương chơi rất thân với nhau. Mà bây giờ thằng Dương giàu nứt đố đổ vách như thế, chẳng lẽ nó lại đi đòi em gái tao mấy đồng bạc lẻ? Mày nói cũng phải. Bây giờ tao với mày cứ tiêu tiền cho nó sướng thì xong rồi tính tiếp nhỉ? Chứ lại chả bớt. Tí đi tăng hai không? Mày muốn tăng 10 còn được nữa là uống đi. Uống đi nào. Uống đi chứ mới mọc gì. Hình như là lâu lắm rồi chủ tịch mới về quê đúng không ạ? Cũng vài tháng rồi đấy. Em thấy từ thành phố về quê của chủ tịch cũng gần mà. Sao chủ tịch ít về thế ạ? Một phần là vì công việc bận rồi. Phần còn lại là nhà tôi không còn ai cả, nên cũng lười về. Ôi tôi chết. Em quên mất. Em xin lỗi chủ tịch ạ. Không có gì, chuyện bình thường thôi mà. Cô không cần phải lo lắng như vậy đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chủ tịch. Đời vẫn đẹp sao chẳng không còn cái nào mà thân sẽ. Thằng này nhìn quen đấy nhỉ? Đây là thằng Nam. Ngày xưa anh em mình tụt quần búng nó suốt cái gì. Rồi trông khá quá nhỉ. Đợi tao. Hai cậu say quá rồi đấy. Tôi không phải Nam. Nam là cậu. Tôi là Dương. Dương á? Dương nào nhỉ? Mày quen thằng Dương nào? Được không? Nhưng mà chắc là cái thằng Nam với thằng Quang nó quen đấy. Sao hai cậu uống nhiều thế? Lại còn đi xe máy nữa. Lỡ ngã ra đấy hay đâm phải người ta thì sao? Tao nghe giọng thầy quen thế à? Thằng này là cái thằng Dương, chủ tịch tập đoàn ABA mà em gái mày lừa tiền nó cho mày. Tao quên mất. Đầu với chảo. Thằng cu, cảm ơn mày nhá. Mày đúng là thằng bạn tốt. Nhờ có số tiền của mày, bọn tao tuần này hôm nào cũng chìm trong men say. Các cậu đang nói gì đấy? Có phải là say quá rồi nên nói linh tinh không? Mày nhìn kìa, cái mặt của nó buồn cười quá. Thưa kệ bố đi. Đi ra quán karaoke làm vài bài cho nó tỉnh. Tự nhiên tao nhớ các em ở đấy quá. Ý, đi tao phải hát bài Qua Lối Nhỏ Vào Hợp Châu. Đi. Chủ tịch, có phải cô gái hôm trước đến gặp chủ tịch là để vay tiền đúng không ạ? Cô ấy nói anh trai cô ấy bị bọn đòi nợ đe dọa nên mới phải lên tìm tôi để nhờ giúp đỡ. Vậy có nghĩa là cô ta lừa chủ tịch thật ạ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi có niềm tin là Nhiên sẽ không lừa tôi đâu.
Chắc hai người kia nói linh tinh thôi. Đến bây giờ mà chủ tịch vẫn còn bênh vực cô ta được ạ? Em thấy sự thật bày ra trước mắt rồi đấy ạ. Bây giờ chủ tịch không đi đòi tiền cô ta đi thì sau này sẽ khó đòi lắm đấy ạ. Được rồi, chúng ta cứ về nhà đã. Chuyện này tính sau đi. Đi thôi. Mình phải nhân cơ hội này loại bỏ con danh kia, tránh xa chủ tịch ra mới được. Anh Dương, anh mới về chơi à? Nhiên đi à, tao ngồi uống nước với anh. Thôi, em ngồi nói chuyện với anh một chút thôi ạ. Em không phải ra chợ nữa. Thế dạo này buôn bán thế nào rồi? Em vẫn thế thôi anh ạ. Nói chung là bán đồ ăn cho học sinh thì quanh năm vẫn vậy thôi. Chẳng hơn mà cũng chẳng kém đi tí nào. Vậy em có muốn lên thành phố làm việc với anh không? Được lên thành phố làm việc, em cũng thích lắm anh ạ. Nhưng mà em chẳng có bằng cấp gì cả. Em sợ là em không làm nổi đâu. Không sao, chỉ cần em cố gắng vừa học vừa làm thì anh tin rằng em sẽ có kiến thức và cả bằng cấp nữa. Vậy lúc nào em muốn thay đổi công việc thì anh giúp em với nhé. Nhất trí, chuyện nhỏ thôi mà. À, lần trước cũng may là anh cứu anh trai em kịp thời. Nếu không thì bọn người kia không biết là sẽ làm gì anh ấy nữa anh ạ. Em đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm với nhau cơ mà. Có gì khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Dạ vâng. À, thế giờ thằng Quang đã tìm được công việc mới chưa? Vẫn chưa anh ạ. Em cũng nhắc anh ấy đi tìm việc suốt, nhưng mà anh ấy toàn lấy lý do là chưa tìm được công việc phù hợp thôi. Em về em bảo nó xem có cần anh giúp gì không. Nếu mà giúp được, anh nhất định sẽ giúp. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Này anh, không tán được cái Nhiên mà trông vẫn yêu đời quá nhỉ. Sao cô biết tôi thích Nhiên? Mà cô là ai đấy? Anh không nhớ ra tôi à? À, tôi nhớ ra rồi. Cô là người hôm trước đi cùng thằng Dương đúng không? Đúng, chính là tôi. Sao cô biết tôi thích Nhiên? Cô điều tra tôi à? Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn ABA mà. Những gì tôi muốn biết thì tôi sẽ biết thôi. Anh cần gì phải ngạc nhiên như thế? Vậy cô muốn gì? Nói thẳng ra luôn đi, vòng vo mãi. Tôi muốn anh phải chiếm được cái Nhiên. Cái gì cơ? Cô đùa tôi đấy à? Tôi nói thật, tôi không ưa con danh đó một chút nào cả. Vì vậy, tôi muốn anh phải chiếm được nó. Nếu như mà anh đồng ý hợp tác thì tôi sẽ giúp anh. Cô định giúp tôi bằng cách nào? Việc đó thì đơn giản, chỉ là anh có chịu đồng ý hợp tác với tôi hay không thôi. Thả tôi ra! Anh làm cái gì đây? Có ai không cứu tôi với? Có chuyện gì thế nhở? Không lẽ nhà Nhiên có trộm à? Cái gì đây? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Hôm nay em phải là của anh Nhiên ạ. Anh bị điên rồi! Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Thả tôi ra! Thằng khốn! Mày! Mày! Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh ơi, anh giúp em với ạ. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Thằng khốn nạn! Mày! 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 Em gọi thằng Quang đi. Dạ. Ôi trời ơi, cái thằng chó kia, mày đã làm gì với gái tao hả? Tao nhất thời không kiềm chế được cảm xúc rồi. Quang người mày tha tao. Tao coi mày là bạn, thế mà mày dám làm thế với em gái tao à? Hôm nay tao giết mày. Quang, cứ bình tĩnh đã. Nhiên, em có sao không? Cũng may là có anh Dương đến kịp nên em không sao ạ. Dương, tao cảm ơn mày nhé. Không có gì đâu, việc tao nên làm mà. Còn thằng chó này, mày dám dụ tao ra ngoài để đến nhà giở trò đồi bại với em gái tao à? Nói thật tao cũng không định làm đâu, tại con thư ký của anh Dương nó cứ xui tao ấy. Mày nói sao cơ? Thư ký của tao thì liên quan gì đến chuyện này? Nó bảo tao hại cái Nhiên, nó còn đưa tao gói thuốc ngủ để cho Nhiên uống. Thế nhưng mà không như kế hoạch, Nhiên không uống chỗ đấy. Số tao đúng là hơi đen. Lại còn đen à?
Mày có tin tao đấm vỡ mồm mày không hả? Em có thù oán gì với chị ấy đâu. Tại sao chị ấy lại muốn hại em ạ? Em yên tâm, anh sẽ điều tra chuyện này, đòi lại công bằng cho em. Em cảm ơn anh ạ. Dương này, thật ra tao có chuyện đã giấu mày và Nhiên. Cái số tiền mà tao nhờ Nhiên vay mày ấy, là vì tao thấy mày giàu có nên định lừa mày lấy tiền đấy để đi ăn chơi. Nhiên nó không biết gì đâu, mày đừng trách nó. Mọi tội trạng tao xin nhận hết. Anh Quang, anh đang nói cái gì đấy? Anh đùa em à? Anh nói thật đấy, anh đã lừa dối mày. Anh xin lỗi. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh bị điên à? Anh... Thôi em, đừng trách Quang nữa. Bây giờ cậu ấy cũng đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, thì anh nghĩ mình nên cho cậu ấy một cơ hội để sửa sai. Tao không trách Nhiên, cũng sẽ không truy cứu tội lỗi của mày nữa. Nhưng từ bây giờ mày phải thay đổi đi, đừng chơi bời lêu lổng nữa. Và đặc biệt là phải tránh xa những kẻ cứu nạn như thằng Nam ra. Mày làm được chứ? Tao hứa với mày, từ nay tao sẽ chăm chỉ làm ăn, không chơi bời lêu lổng nữa. Tao cảm ơn mày. Xin lỗi em nhé, vì anh mà cô ta mới bày mưu để hại em như vậy. Anh thấy anh này quá. Anh đừng nói như vậy, chuyện này đâu thể trách anh được, là do cô ta tự làm mà. Với lại anh cũng đã đuổi việc cô ta, coi như là chuyện này đã giải quyết xong xuôi. Anh đừng nhắc đến nữa. Cảm ơn em. Anh em còn một chuyện này nữa muốn nhờ anh, không biết là anh có thể giúp em không ạ? Có chuyện gì vậy? Em nói đi. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Em không muốn quanh quẩn ở làng mãi, em muốn ra ngoài để phát triển bản thân. Anh có thể nào nhận em vào tập đoàn anh làm được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Lần trước anh đã bảo với em rồi mà. Chỉ cần em muốn thì anh sẽ giúp em thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, anh em mình là hàng xóm cơ mà. Chỉ cần anh giúp được em cái gì thì anh sẽ không bao giờ từ chối đâu. Dạ vâng ạ. Anh, mình mua hoa quả đi. Hoa quả em ơi. Yến Sơn mua gì ấy? Anh à, như là cam bao tiền cân đây anh? 20.000 em ạ. Anh lấy cho em 2 cân nhá. Ok em luôn, để anh cân cho. Em gửi anh tiền ạ. Thôi, anh để em trả cho. Để anh trả cho. Người yêu em ạ? Dạ không ạ, đây là anh Dương, con nhà Bắc Đại ấy anh. À, thằng Dương, lâu ngày không gặp, mày có nhớ anh là ai không? Em nhìn anh quen quen, nhưng mà em không nhớ ra anh là ai cả. Mày không nhớ tên anh cũng phải, lâu rồi anh em mình có gặp nhau đâu. Anh là Hoàn, nhà cuối xóm, mày có nhớ ngày xưa suốt ngày mày đi theo anh ra đồng thả vịt không? Nhớ chưa? Ồ, anh Hoàn à? Trời ơi, em lại tưởng ai, em nhớ rồi. Tại lâu ngày không gặp, em cũng ít về. Mà mỗi lần về toàn về tranh thủ thôi. Nhà anh thì lại tận cuối xóm nên ít gặp. Có gì anh thông cảm giúp em nhé. Không sao, chú đi làm ăn xa, công việc lại bận rộn, trách là sao được. Đấy, nói đến làm ăn với công việc em mới nhớ ra. Này, anh hỏi cái này đừng giận nhé. Dạ vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Anh nghe nói mày bị vỡ nợ, bây giờ phải đi trốn nợ đúng không? Ai nói với anh thế ạ? Anh cứ nghe người ta đồn thế. Tiện gặp em ở đây thì anh hỏi thôi chứ. Này, đừng giận anh nhé. Dạ không sao anh ạ. Em gửi tiền. À, anh xin. Đây, có cô chú đây. Thôi, anh bán hàng tiếp đi. Em xin phép. Hai đứa đi nhá. Dạ. Hỏi trốn nợ hay không thì cứ né. Có khi người ta đồn là thật. Em biết thế nào mà là. Không biết ai ác ý, đồn xấu về anh thế không biết. Thôi kệ bọn họ em ạ. Miệng lưỡi trên hạ biết thế nào đâu. Họ thích nói gì cho họ nói. Biết là mình không có như thế là được rồi. Nhưng mà em thấy bực thay anh ý. Rõ ràng anh là chủ tịch của một công ty lớn, thế mà người ta lại đồn anh vỡ nợ. Đúng là ăn nói linh tinh chẳng ra làm sao cả.
Chắc là có ai đó ghét anh nên cố tình đặt điều nói xấu cho anh ấy mà. Cứ kệ họ đi, mình không thẹn với lòng mình là được rồi. Em mà biết ai đặt điều cho anh, em còn chửi cho ấy. Em hiền lành như thế này, liệu có dám chửi người ta không? Em hiền lành với những người tử tế thôi, còn những người ăn không nói có, em hơi bị ghê gớm đấy. Em ghê gớm như thế này mà bây giờ anh mới biết đấy. Anh á, anh lại trêu em rồi. Thôi, đi về đi. Vâng. Ai à? Ai này? Nam đây à? Lâu rồi không gặp, mày vẫn ổn chứ? Ta vẫn thế thôi. Sáng đi làm, tối ở nhà chơi game. Nói chung là cuộc sống nó cứ bình thường yên ổn thế thôi. Không khổ như mày đâu. Lúc nào cũng lo nghĩ một đống nợ thế cơ, chết sớm. Sao mày lại nói thế? Tao có nợ ai đâu. Thôi, bạn bè mày giấu làm gì? Cả cái làng này ai chả biết là mày chơi cờ bạc thì vẫn nợ. Người ta đồn xấu cho tao thế thôi, chứ tao không có như thế đâu. Mà mày là bạn tao thì mày phải hiểu cho tao mới đúng chứ. Sao lại đi tìm mấy lời như thế? Tao bạn bè gì với loại vỡ nợ như mày. Này, ngày xưa tao nhớ cô giáo còn hay khen mày sau này sẽ thành công ý. Tưởng thành công thế nào, thành công như thế này vứt nuôi tốn cơm tốn gạo thôi. Kể ra tao thấy ở quê mình cái gì cũng tốt, chỉ riêng cái chuyện hay nói xấu người khác là không thể nào mà thay đổi được. Tao chả thấy có cái gì xấu ở đây hết. Tao thấy người ta có thế nào nói thế thôi. Mà mày ấy, đàn ông gì mà hèn ấy, chơi cho đã rồi bây giờ nợ nần thì không dám nhận. Tao đã nói với mày rồi, là tao không chơi bời cờ bạc nợ nần gì cả. Mày tin thì tin, không tin thì thôi. Tao tin làm sao được. Người ta đã nói ra thì chỉ có đúng thôi. Mày cứ cố cãi làm cái gì. Thôi tùy mày, mày nghĩ sao cũng được. Nè, thế lần này mày về đây là bán đất hay là bán nhà của ông bà già để trả nợ đây? Mày coi thường tao quá rồi đấy Nam ạ. Cho dù tao có nợ nần đi nữa thì cũng không bao giờ bắt bố mẹ tao phải gánh nợ cho tao cả. Bỏ cái kiểu xỏ xiên đấy đi. Nói oai lắm. Hôm sau xã hội đen đến tận nhà tìm, tao lại chặt cười ở mặt cho. Thế thì mày cứ chờ đi, tao không cần phải giải thích với mày. Ok, vội thế. Ngồi đây chia sẻ anh em kinh nghiệm trốn nợ như này. Chứ gì đã dỗi, nói có tí đã dỗi. Quả này phải nợ tiền tí để chơi. May mà không nợ mình, không biết lấy gì đòi. Em cốc trà đá anh ấy. Ôi dồi ôi, đau quá. À dồi ôi, đau quá, chết mất thôi. Em làm cái gì đấy? Anh chờ em gần cả tiếng rồi đấy. Gần tiếng rồi mà cũng kêu. Chả biết trúng gió kiểu gì. Bây giờ hỏng mất cái túp năng rồi đây này. Này, đố em biết ai vừa ngồi đây đấy. Ai? Mà tự nhiên đố thế ai mà biết được. Anh gợi ý nhá, cái thằng mà cả làng mình đồn nó vỡ nợ ấy. Ông Dương á? Chính nó chứ ai. Ô, rõ ràng em nghe nói mọi người bảo ông ấy trốn nợ rồi mà nhở. Trốn thì trốn được một thời gian, nhưng có trốn được cả đời đâu mà. Bây giờ về đòi ông bà già bán nhà bán đất đi để trả nợ. Không trả cho chúng nó, có ngày xã hội đen chúng nó chém chết. Đúng là cuộc đời, chả biết thế nào mà lần. Nhìn rõ hiền lành ngoan ngoãn, thế mà nợ nần ghê thật đấy. Ngày xưa em thích nó còn gì, bây giờ còn thích không? Ủa thôi, em có điên đâu. Đời thiếu gì trai mà phải đi đâm đầu với thằng nợ nần như thế. Chuẩn luôn, trên đời này thiếu gì người để vừa đẹp trai vừa kiếm tiền giỏi. Chẳng hạn như anh này nè. Em xin anh bớt ảo tưởng nó vừa thôi. Anh cứ ví dụ thế. Em thử nhìn trên ô tô kia, em đoán xem người ấy là ai. Sao mà em biết được? Hôm nay anh toàn hỏi mấy câu đâu đâu. Thì em cứ suy nghĩ đi, cứ mắng anh thế. Chịu, không biết, nói đi. Nhìn cái thằng ngồi trên ô tô ấy, giống dân xã hội đen đến đòi nợ thằng Dương ấy. Đòi nợ mà đi ô tô luôn á? Thế em lại không biết rồi. Bọn này á, bên ngoài nhìn như doanh nhân thành đạt, nhưng bên trong lại là xã hội đen khét tiếng. Anh xem phim mãi anh biết rồi. Dây vào bọn này á, chỉ có toang thôi. Eo, thế có khi nào bọn họ về đây xong lấy luôn căn nhà của ông Dương không nhở? Chứ không có tiền giả cho chúng nó chả lấy nhà. Ôi anh ơi,
Thế thôi mình đi về đi. Em thấy sợ sợ rồi đấy. Nhỡ chúng nó thấy mình ngứa mắt, chúng nó xiên cho mình một cái, thế là hỏng toi. Em không phải sợ, có anh ở đây bảo vệ rồi. Cứ ở đây chờ xem, tí kiểu gì chả có chuyện đặc sắc. Ờ thế thôi em chả sợ nữa. Bây giờ em lấy điện thoại ta quay video, xem tung lên mạng, có khi em lại thành người nổi tiếng ấy chứ nhỉ. Ừ đúng rồi, em quay đi. Đợi một lát nhé. Này, hai người quay cái gì đấy? Quay cái gì đâu, bọn tao đứng đây chơi thôi. Ừ, đúng rồi, có quay cái gì đâu. Anh có tật giật mình à? Hai người lén lút từ nãy đến giờ mà kêu là không làm gì á? Ai lén lút? Bọn tao đi chơi qua đây thấy cảnh đẹp, chụp ảnh đăng Facebook. Mày cấm tao chụp ảnh gần cổng nhà mày à? Ờ đúng rồi, đang chụp ảnh mà. Tùy hai người, hai người muốn làm gì thì làm. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Thôi, vào nhanh uống nước. Dạ vâng ạ. Đi. Chú uống nước đi. Dạ vâng ạ. Quê anh thích thật đấy, không khí trong lành quá anh ạ. Ở quê được cái là không khí trong lành, không ô nhiễm như ở thành phố. Thế lần sau mà anh về quê, anh cho em đi cùng với. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này đơn giản. Mà sao hôm nay chú lại về tận nhà anh thế này? Có chuyện gì à? Chiều qua em có lên công ty, nhưng mà thư ký bảo anh về quê rồi. Thế là sáng nay em về đây để gặp anh đấy ạ. À thế à? Thế gặp anh có chuyện gì đấy? Dạ vâng ạ. Thôi thì chỗ anh em thì em cũng không vòng vo. Chả là gần đây công ty em có mấy lời mời hợp tác của các công ty ở bên nước ngoài. Đây toàn là những hợp đồng lớn, nhưng mà công ty em đang gặp chút khó khăn về tài chính. Vậy anh xem có hỗ trợ được em chút nào không ạ? À, thế chú cần anh hỗ trợ bao nhiêu? Dạ nếu có thể thì khoảng 10 tỷ ạ. Ok, anh sẽ hỗ trợ chú. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thế chú có cần gấp không? Dạ cũng cần gấp anh ạ. Tại em cần thu xếp sớm để ký hợp đồng với đối tác bên kia. Lát anh bảo kế toán chuyển cho. Có gì chú cứ làm việc với bạn ấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Không có gì đâu, anh cũng làm doanh nghiệp, anh hiểu mà. Với lại anh với chú quen nhau bao nhiêu lâu như thế rồi, chú khách sáo với anh làm gì. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Ờ, chốt thế nhá. Mà này, trưa ở lại ăn cơm với anh, rồi chiều thong thả về. Dạ vâng ạ. Anh uống nước. Uống nước đi. Hoa quả đây anh chị ơi. Làm gì dứa với anh? Anh Hoàn ơi. À, em à. Vâng. Bán cho em hai quả dứa. À, được rồi. Ui, hai quả. Có ngay. Bao tiền anh? Rẻ lắm. Có 25 nghìn một quả, hai quả 50. À, thế ạ. Đây, em gửi anh. Rồi. À, chào đi. Nó còn vướng thế này. Đây. Em cảm ơn nhé. À, này, này. Dạ. Anh bảo. Này. Hôm qua bọn xã hội đen đánh ô tô về nhà em đòi nợ. Dạ không ạ. À? Ai nói với anh như vậy ạ? À, thì anh nghe người ta đồn thế thì anh biết thế thôi. À này, anh hỏi thăm thôi nhá. Không có ý gì đâu, em đừng giận. Không sao đâu ạ. À, thôi, anh bán hàng đi. Em xin phép. Bọn họ xấu tính thật đấy. Đổ nành á, hết cái này cái nọ, toàn nói xấu thôi. Anh cũng hơi bất ngờ, không hiểu sao họ lại đồn như thế nữa. Lúc nào em mà gặp cái người nói xấu anh á, em sẽ bảo với người ta anh là chủ tịch mới được. Như thế cho họ sáng mắt ra. Thôi em ạ, em có nói thế nói nữa họ cũng không tin đâu. Cứ kệ họ đi. Anh không thấy tức à? Lúc đầu mới nghe họ nói anh cũng tức, nhưng mà bây giờ mà mình chấp nhận mấy lời nói đó thì khác gì mình thừa nhận là họ nói đúng đâu. Ừ, anh nói cũng phải. Mình đâu có như vậy đâu. Thì mình quan tâm gì lời nói của họ anh nhỉ? Ừ, em hiểu được như vậy thì tốt. À, thế bao giờ thì anh lên Hà Nội à? Chắc 1-2 hôm nữa anh đi. Trên đấy vẫn còn nhiều việc anh phải xử lý. Nếu không á, anh còn muốn ở đây cả tháng ấy. Công việc của anh như vậy thì biết làm sao à? Khi nào anh rảnh thì anh lại về chơi nhá. Tất nhiên rồi. Lúc nào anh về, anh em mình lại đi câu cá. Vâng. À đấy, nãy giờ mải nói chuyện, không biết là con cá nào cắn câu không? Để xem nào. À, hình như có rồi. Ôi không phải, chắc là mắc vào cây sao?
Thằng này mày lại đi trốn nợ à? Anh Nam, anh đã nói cái kiểu gì đấy? Không sao, em cứ kệ nó đi. Anh có nói sai đâu mà em lớn tiếng với anh. Thằng này chả bị bọn xã hội đen về tìm tận nhà, không trốn mới lạ. Anh Dương, thế lần này anh đi trốn ở đâu đấy ạ? Dương! May quá, em vẫn chưa đi. Chào đồng chí chủ tịch xã. Anh đến tìm em có chuyện gì không ạ? Sáng nay tự nhiên anh mới nhớ ra là hôm trước chú có bảo anh hôm nay sẽ xuống Hà Nội, để anh vội vàng phóng xe qua đây để chào chú một câu. Thế ạ? Thế thì phiền anh quá. Có gì đâu mà phiền. Anh và mọi người còn phải cảm ơn chú rất nhiều đấy. Ơ anh ơi, anh là chủ tịch xã mà lại phải đi tiễn cái thằng trốn nợ này à? Ăn nói vơ vẩn. Ai nói với cậu là Dương đi trốn nợ? Cả làng đồn ẩm lên, anh lại còn bênh nó nữa. Thế thì tiện đây tôi nói cho cô cậu biết luôn. Cậu Dương đang là chủ tịch một công ty lớn trên Hà Nội. Đợt này cậu ấy về là để ủng hộ cho xã mình làm lại những con đường bị hỏng và xây một sân vận động để bà con xã ta có chỗ luyện tập thể dục đấy. Anh nói gì cơ? Thằng này là chủ tịch công ty lớn đấy ạ? Ừ, đúng rồi đấy. Chẳng qua Dương nó không thích khoe khoang, nhưng các cô các cậu cứ nói vớ vẩn thôi. Lần này thì chừa đi nhá. Thôi anh ạ, họ cũng là do nghe lời đồn thôi, em không trách họ đâu. Đấy, thấy chưa, Dương nó vừa có tài có đức như vậy, các cô các cậu đã làm bằng một phần người ta chưa mà đi nói xấu. Em có việc bận rồi, em xin phép đi trước đấy ạ. Đi té. Em cũng có việc, em đi trước ạ. Em chào chủ tịch Dương ạ. Mấy cái đứa này thật trắng ra làm sao. Thôi, em phải đi trước đây. Khi nào rảnh em lại về thăm mọi người. Mấy cái công trình em đầu tư cho xã, nhờ anh và ủy ban sát sao giúp em. Điều đó là tất nhiên rồi. Nhiên, tiến Dương giúp anh một đoạn nhá. Dạ vâng ạ. Anh giữ gìn sức khỏe nhá. Em đi luôn đây ạ. Chào chú nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Mình đi em. Đúng là tuổi trẻ tài cao, lại có tấm lòng nhân ái. Đấy, doanh nhân thời nay là phải như thế.